thi nữ sinh duyên dáng và tài năng trường Đại học Xây dựng miền Trung mở rộng Miss MOCE Open 2017. Chương trình tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của nữ học sinh sinh viên đang học tập tại tỉnh Phú Yên được tổ chức bởi trường Đại học Xây dựng miền Trung đã trải qua nhiều vòng thi hấp dẫn và dần đi đến hồi kết. Ban tổ chức đã tìm ra được 12 gương mặt, 12 vẻ đẹp, 12 cá tính xuất sắc bước tiếp vào vòng chung kết của Miss MOCE Open 2017. Số báo danh 001 Trần Huỳnh Cẩm Vi. Số báo danh 003 Lê Thị Mỹ Diệm. Số báo danh 011 Đỗ Thị Mỹ Lệ. Số báo danh 016 Nguyễn Ngọc Hiền Vi. Số báo danh 021 Huỳnh Thị Bích Trâm. Số báo danh 029 Lê Thị Hoài Thương. Số báo danh 033 Trần Thị Minh Anh. Số báo danh 036 Nguyễn Thái Ngọc Giao. Số báo danh 039 Nguyễn Thị Thùy Trinh. Số báo danh 042 Nguyễn Ngọc Anh. Số báo danh 044 Võ Thị Ngọc Tú. Số báo danh 047 Ngô Thị Mỹ Tri. Để chạm tay đến chiếc vương miện danh giá năm 2017, cùng tổng giải thưởng có giá trị lên đến 25 triệu đồng từ các nhà tài trợ. Trong game chung kết, top 12 sẽ phải chinh phục hội đồng ban giám khảo thông qua 4 phần thi: trình diễn trang phục dạ hội, trình diễn trang phục thể thao, phần thi tài năng và phần thi ứng xử. Miss MOCE Open năm 2017 là cuộc thi nhằm tìm kiếm những bạn nữ sinh, sinh viên, tài năng và duyên dáng đang học tập trên tỉnh Phú Yên. Người chiến thắng cuộc thi Miss MOCE Open 2017 là người hội tụ đủ 3 yếu tố: trí tuệ, tài năng và sắc đẹp. Cuộc thi không những chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất mà còn tạo cơ hội để các thí sinh có thể nâng cao bản lĩnh, tích lũy kiến thức và tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Em không chắc rằng hoa khôi của Miss MOCE Open 2017 sẽ là người có khuôn mặt đẹp nhất hay là người có hình thể tuyệt vời nhất. Nhưng em tin chắc một điều rằng người đón ngôi vị cao nhất của cuộc thi sẽ là người có một sự tự tin nhất định, một bản lĩnh kiên cường, một tấm lòng nhân ái và có một trí tuệ thông minh. Chung kết nữ sinh duyên dáng và tài năng trường Đại học Xây dựng miền Trung Miss MOCE Open 2017 sẽ được tổ chức hoành tráng và quy mô tại sân khấu ngoài trời trường Đại học Xây dựng miền Trung, số 24 Nguyễn Du, thành phố Biên Hòa, tỉnh Phú Yên vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2017. Phần thi nào cũng đặc sắc và hấp dẫn, nhưng đối với riêng em thì em ấn tượng nhất với phần thi năng khiếu, bởi vì phần thi đó sẽ thể hiện được hết tất cả những cá tính và tài năng của các bạn nữ sinh. Điều mà em mong đợi ở cuộc thi Miss MOCE Open 2017 đó chính là không chỉ riêng đối với bản thân em mà với 11 nữ sinh còn lại sẽ có sự chuẩn bị chu đáo và tự tin hoàn thành tốt phần thi của mình. Em mong mình sẽ may mắn được lọt vào top 3 của chương trình. Sẽ là một đêm thi ấn tượng đối với những người lần đầu tiên tham gia một cuộc thi sắc đẹp như em. Tham dự vào đêm chung kết, khán giả sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng cùng các phần thi tranh tài của top 12 xuất sắc Miss MOCE Open 2017. Đặc biệt chính là cơ hội để khán giả thưởng thức bữa tiệc âm thanh ánh sáng đặc sắc chưa từng có trên sân khấu Miss MOCE. Chuyên nghiệp, quy mô, hoành tráng và đặc sắc, tất cả sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2017 tại trường Đại học Xây dựng miền Trung. Cùng chờ đón chung kết hội thi nữ sinh duyên dáng và tài năng trường Đại học Xây dựng miền Trung mở rộng Miss MOCE Open 2017.